Tôi đọc rồi. Con nghe thấy cô nói. Hello An Nhiên, con nghe thấy cô chưa? Dạ. Con vào lâu chưa hay là con vừa vào? Con vừa vào. Ok, thế à? Bởi vì cô thấy mẹ nhắn là con đang chờ mà cô mở lớp mà cô không thấy con. Ok, được rồi, nào bây giờ đang học nhá. Trước khi học thì cô sẽ kiểm tra từ mới ở của An Nhiên một chút. Cô hỏi An Nhiên này. Thế cô hỏi con, hôm trước thì không có cái từ mới gì đâu. Nhưng mà có một cái bài gọi là People in Viết tên bài học đúng không? Thế vậy thì cô hỏi con, people có nghĩa là gì? Người sống Đúng rồi. Còn street có nghĩa là gì? con phố hoặc là đường phố. Chính xác, con phố hoặc đường phố, rất tốt. Đúng rồi, giỏi. Nào, bây giờ chúng ta sang một cái nhá. Học từ cuối. Ok, chúng ta sẽ đến với một cái. Là gì? Anh Dạ. nghĩa là sinh có nghĩa là gì? Anh trả lời cô đi. Con có biết từ này không? Không. Thế con có biết là we eat, eat là gì? Có biết không? Là ăn Đúng rồi, drink có nghĩa là gì? uống á. Chính xác. Thế vậy things ở đây là đồ vật nha, là cái đồ, những cái thứ nhá. Thấy chưa? Đồ này, thứ này, được chưa? Vật này, có rất là nhiều nghĩa ám chỉ một cái đồ vật, một cái đồ nào đó, được chưa? Ở đây là đồ ăn. Còn vậy thì things we eat and drink có nghĩa là những cái thứ mà chúng ta ăn và uống, được chưa? Những cái thứ mà chúng ta ăn và uống. Ok, anh Nhiên viết vào vở từ này cho cô. Anh ra. Very good. Ok, đọc cho cô đi. Things we eat and drink. Sing, we eat in Very good. Đúng rồi, rất tốt nha. Ok, tiếp tục này. Chúng ta đến với phần từ vựng. Đọc cho cô nào. Đầu tiên này, meatball. Meat ball. Có nghĩa là gì? Có biết không hô hả? À, An Nhiên, đây là cái viên thịt đấy, để chưa, cái viên thịt đấy, để chưa. Tiếp tục đọc cho cô này, pie. Ô, sao nó không lên, con có nghe thấy người ta đọc không? Ô, sao nó lại không lên âm thanh à? Ô, đợi cô một chút, cô xem lại là nó xem nào. Nghe lại xem được không nhá. Hi. Con nghe được chưa? Rồi Ok, đọc cho cô nào. Pie. á. Hi. Có nghĩa là gì, có biết không? Mình. Có biết không? Có nghĩa Không. là bánh, bánh ngọt đấy, được chưa? Bánh, được chưa? Tiếp theo, milkshake. 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 Milkshake có nghĩa là gì, có biết không? Sữa. Ok, very good. Nó là một cái gọi là cốc, cái cốc sinh tố ấy, được chưa? Cốc sữa lắc, được chưa? Nó gọi là sữa lắc, được chưa? Ok. Nào, đọc lại ba cái từ này cho cô nghe nhá. Đọc nào. Từ này nó chưa được nghe đúng không? Meatball. Đấy, đọc đi. Meatball. Meatball. Meatball, chỉ chưa? Tiếp theo, pie. Pie. Milkshake. Milkshake. Được chưa? Nhắc lại nghĩa nhá. Meatball ở đây là viên thịt. Được chưa? Tiếp theo pie nó là bánh ngọt. Được chưa? Và cuối cùng milkshake nó là sữa lắc. Được chưa? Nó sử dụng, ví dụ nó cho đồ hoa quả vào xong nó cho thêm sữa ấy, thì được gọi là sữa lắc. Được chưa? Ok. Nào, ghi vào vở cho cô.
Em Very good. Tiếp tục nha. Đọc cho cô này. Rice. 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 Có nghĩa là gì? Cơm. Chính xác. Tiếp tục. Sausage. Sausage. Có nghĩa là gì? Xúc xích. Chính xác. Tiếp tục. Pancake. 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 Có nghĩa là gì? Bánh. Bánh gì? Là bánh kép nhá. Được chưa? Nó là bánh kép. Được chưa? Ghi từ pancake ở vở cho cô. Pancake. Bánh kép. Anh Very good. Đọc lại cho cô này. Rice. right. Sausage. Sausage. Pancake. Pancake. Very good. Ok, rất tốt. Nhớ nhá, pancake nó là bánh kép. Tiếp tục này. Đọc cho cô. Mango. 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 Có nghĩa là gì? Quả xoài. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Tiếp tục này. Bean. 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 Có nghĩa là gì? Hả? Không Đây là hạt đậu nhá, được chưa? Hạt đậu, được chưa? Tiếp tục này. Laminate. Lemonade. Lemonade. Laminate. Có nghĩa là gì? Lemonade. Không biết. Là con không biết hả? Đây là nước Ừ. chanh nhá, được chưa? Nước chanh. Được chưa? Hãy đọc lại ba từ này cho cô nào. Mango. Mango. Bean. Bean. Laminate. Lemonade. Ok, con viết vào vở hai cái từ món chưa biết đi. Bean là hạt đậu và laminate ở đây là sữa, à nhầm lộn, là nước chanh. Ra. Nhanh thế. Tiếp tục nha. Đọc cho cô. Noodle. 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 Có nghĩa là gì? Noodle. Noodle. Chính xác. Tiếp theo. Soup. Soup. Có nghĩa là gì? Soup. Chính xác. Tiếp tục này. Sweet. Sweet. Có nghĩa là gì? Sweet có nghĩa là gì? Bánh Là kẹo thôi, không phải không có bánh đâu nhá. Là kẹo thôi, được chưa? Con biết hết các từ này rồi đúng không? Đúng không An Nhiên? nè. Ok, thế thì không cần viết nữa nhá. Tiếp tục đọc cho cô. Pied Pineapple. apple. Pineapple. Có nghĩa là gì? Trong Là quả dứa, được chưa? Tiếp tục đọc cho cô. Lime. lên Đọc. Có nghĩa là gì? con biết Là quả chanh, được chưa? Lemon cũng là chanh mà lime là cũng là quả chanh. Lemon nó là chanh vàng các con ạ, còn lime là chanh màu xanh, được chưa? Chanh vàng ở nước ngoài ấy, thì nó sẽ có nhiều hơn, được chưa? Còn Việt Nam thì hầu như là chanh xanh và chanh màu xanh nó tên là lime, được chưa? Tiếp tục này. Sauce. sauce. Đây là nước tương kiểu gia vị kiểu nước mắm ấy, được chưa? Gọi là nước mắm ấy, được chưa? Ok, sauce nước mắm, nước nước mà đúng đúng hơn thì nó còn kiểu gọi là nước sốt, nước chấm, được chưa? Nước chấm, nước sốt nhá. Nào, cô đọc lại cho mọi ghi này. Pineapple là quả dứa, lime là quả chanh xanh, và sauce là nước chấm, nước sốt. Kia vở cho cô ba từ này. Con ghi đi. Em done. Very good. Tiếp tục này. Okay. My, what you are eat, what you are eating?
Ok. Nào, bây giờ mình sẽ có các cái câu này. Được chưa? Thế An Ninh có hiểu my what you are eating có nghĩa là gì không? Không ạ. Hả? Không Ok, mai danh từ thường. Mai con nghe thấy cô không? Mạng cô đang hơi lag nên cam nó hơi đang ạ. bị mất. Mai có nghĩa là mai nó có nghĩa là gì? Danh từ nó là mỏ. Được chưa? Đại từ sở hữu nó là của tôi. Động từ nó là khai thác. Được chưa? Được chưa? Vậy thì my what you are with, what you are eating có nghĩa là gì? My what you are eating nghĩa là để ý cái bạn ăn á, được chưa? Nào bây giờ mình đọc các câu này cho cô nhá. Nghĩa là những cái mà bạn ăn thôi. What you are eating có nghĩa là những cái đồ mà bạn ăn, được chưa? Nào bây giờ đọc các câu cho cô này. You're eating a very big apple. Cái từ you are viết tắt thành you xong rồi phẩy re ấy, thì nó sẽ đọc tắt là your nhá, được chưa? Đọc lại cho cô nghe này. You're eating a very big apple. Eating a very big apple. Ok, có nghĩa là gì? Là tôi ăn một ký. Tôi ăn một quả táo rất to. Chính xác. Tôi đang ăn, lưu ý, người ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn đấy. Tiếp tục này, đọc cho cô câu số 2. You're eating an ice cream. You're eating an ice cream. Đúng rồi, có nghĩa là gì? Tôi đang ăn cái kem. Tôi đang ăn cái kem, chính xác. Tiếp tục đọc cho cô này. You're drinking a cup of hot coffee. You're drinking a cup of hot coffee. Chính xác. Thế vậy hot, thế vậy có câu này có nghĩa là gì đấy? Tôi đang uống một cốc cà phê nóng. Ok, chính xác. Tiếp tục này. You're drinking the milk from a coconut. You're drinking the milk from a coconut. Ok, thế vậy câu này có nghĩa là gì? Tôi đang uống sữa dừa. Tôi đang uống sữa dừa, chính xác. Rất tốt, đúng rồi, giỏi lắm. Ok, write the food and the drink in the correct box. Trong bài tập này thì con sẽ viết những cái danh từ chỉ đồ ăn và đồ uống trong những cái ô đúng, được chưa? Đầu tiên ở đây là fruit, là chúng là hoa quả. Thì con sẽ viết các cái loại hoa quả từ cái cột, từ cái vòng này vào. Meat là thịt, được chưa? Loại nào là thịt thì con viết vào. Vegetable là rau củ quả. Về rau củ ấy, được chưa? Thì con sẽ viết vào cái này. Drink là đồ uống, thì là ô này. Và đây là những cái loại đồ ăn mà kiểu different food, là những cái loại đồ ăn còn lại không thuộc trong bốn nhóm chính này. Con đã hiểu chưa? ạ. Ví dụ fruit thì chúng ta sẽ có coconut là quả dừa. Meat là thịt, chúng ta sẽ có chicken là thịt gà. Vegetable là rau củ quả, mình sẽ có pea là đậu. Drinks là đồ uống, chúng ta sẽ có juice là nước hoa quả. Được chưa? Và different fruits, những cái loại đồ ăn khác mình có thể đi mua, ví dụ pasta là mì ống. Được chưa? Tương tự như thế, con sẽ sắp xếp các cái từ ở bên trên xuống những cái cột, những cái mục này cho cô. Có hiểu không hả An Nhiên? Nè. Nào, con làm cho cô đi. Con làm trên màn hình luôn nhá. Nè.
Xong chưa con? Chưa. Ừ, nốt đi nhanh đi. Anh chàng. Ok, very good. Cô chữa bài nhá. Nào. Chúng ta sẽ có là con chưa có like ở đây à? Sao lại like thì lại để con để like ở trong quả chanh của vegetable à? Thực ra like nó là hoa quả con nhá. Nó là thuộc về nhóm hoa quả con ạ. Được chưa? Tiếp tục này. Burger chính xác. Coffee chính xác. Beans, chưa có beans. Beans con để nhóm nào đấy? Beans nó là đậu, nó là nhóm này mà. Được chưa? Nó là nhóm hoa quả, rau củ quả mà. Sauce, cô cũng chưa thấy sauce ở trong phần different foods. Laminate, chưa thấy có laminate ở đây, thiếu. Carrot, có rồi, chính xác. Mango, chính xác. Pancake, chính xác. Apple, chính xác. Sausage chưa có. Sausage con cho vào cái gì đấy? Con chưa có sausage đúng không? Sausage là cho vào thịt nhá. Đó là sản phẩm chế biến từ thịt. Milk. À sorry, tea. Chính xác. Egg có chưa? Rồi, chính xác. Milk, chính xác. Cheese, chính xác. Pear. Pear có rồi, chính xác. Chocolate, chính xác. Ice cream, chính xác. Fish có. Water. Water có chưa? Có rồi. Onion chưa có này. Onion là củ hành. Củ hành là nằm trong nhóm vegetable con nhá. Lemon. Lemon chưa có này. Sao lemon lại chưa có? Thiếu lemon ở trong nhóm hoa quả nhá. Rice chính xác. Milkshake chính xác. Watermelon có chưa? Chính xác. Có rồi. Noodles. Noodles chưa có này. Noodles nằm trong nhóm different foods nhá. Banana. Banana chính xác. Pie. Pie. Pie có chưa? Chưa có. Pie thiếu này. Meatball chưa có. Meatball chính là viên thịt làm từ thịt nhá. Kiwi có rồi, chính xác. Ok. Sai một số từ thôi. Nào cùng đọc lại các từ này cho cô nghe nhá. Coconut. Coconut. Lime. Lamb. Không phải lam, lime, lime, lime xong rồi âm m, lime. Lime. Burger. Burger. Coffee. Coffee. Beans. Beans. Chores. Start. Pasta. Pasta. Chicken. Chicken. Laminate. Lemonade. Carrot. Carrot. Mango. Mango. Pancake. Pancake. Apple. Apple. Sausage. Thursday. Tea. Tea. App. App. Milk. Milk. Cheese. Cheers. Pear. Pear. Juice. Juice. Chocolate. Chocolate. Ice cream.
Ice cream. Fish. Fish. Water. Mother. Peas. Pink. Onion. Onion. Lemon. Lemon. Rice. Rice. Milkshake. Milkshake. Watermelon. Watermelon. Noodles. Noodles. Banana. Banana. Pie. Pie. Meatballs. Meatball. Kiwi. Kiwi. Okay, very good. Nào tiếp tục nhá. Nào trước khi tiếp tục thì con thoát ra vào lại cho cô.